cái mít này cô chú anh chị em và các bạn mình mua cái mít còn sống sống á, mình nấu cà ri sẽ ngon hơn ha. Mến chào cô chú anh chị em và các bạn, bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món cà ri mít Thái. Món cà ri này mình ăn với bánh mì ha. Cách nấu món cà ri mít này thì rất là dễ và nhanh nữa, mà ăn thì rất là ngon. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức nấu. 1 ký mít, 10 tay nấm đông cô, 100 g nấm bào ngư xám, 200 g cà rốt, 3 tép xả, nước cốt dừa. Các bạn gần chợ thì mình mua cái nước cốt dừa tươi mình nấu, đậu hũ, 100 g hành tây. Các bạn ăn chay không cử hành thì bỏ hành gì cũng được ha. Bạn nào ăn chay cử ngũ vị tân thì bỏ qua. Gói bột cà ri, hoặc là nhà các bạn ở quê mà mình có cái lá cà ri này, mình nấu bằng lá cà ri thì rất là thơm ha. Bữa nay Diệu Huệ kết hợp cả hai loại bột và lá. Dầu màu điều và một ít ớt sa tế. Rồi thêm trái dừa tươi nữa ha. Các bạn ở nước ngoài mà không có dừa tươi thì mình nấu bằng nước lọc. Rồi cái nguyên liệu này Diệu Huệ đã rửa sạch sẽ hết rồi. Trước tiên mình lột cái mít này ra ha. Tiếp đến mình cho cái lá cà ri này vô trong chảo mình rang ha. Rồi lá cà ri khô như thế này là được ha, mình tắt bếp ha. Rồi Diệu Huệ sơ chế xong hết cái nguyên liệu rồi, giờ mình bắt chảo lên cho dầu vô mình chiên đậu hũ ha. Rồi mình để đậu hũ đây, mình quay qua, mình bắt xoong hoặc chảo lên mình nấu cà ri ha. Bữa nay Diệu Huệ nấu vô cái chảo sâu nè, cho vô muỗng canh dầu, cho vô muỗng hành vô chảo dầu mình thử cho thơm. Cho mít này vô mình đảo sơ ha. Cái mít này cô chú anh chị em và các bạn mình mua cái mít còn sống sống á, mình nấu cà ri sẽ ngon hơn ha. Rồi mình cho vô mình đảo trong vòng 1 phút mình nhét mít ra ha. Rồi mình rửa sạch cái chảo mình bắt lên trở lại. Cho vô một muỗng canh dầu, một điều. Cho vô ít hành. Xào cho hành thơm. Hành thơm rồi mình cho xả vô. Xả thơm rồi mình cho cái nấm đông cô này vô mình xào thử. Cho nấm hết vị hắc. Mình cho vô một ít dầu sa tế với ớt sa tế ha. Gia đình mà có người không ăn được cay thì mình hạn chế cho ớt sa tế. Rồi mình cho vô một ít bột cà ri ha. Bột cà ri này mình chỉ cho một chút thôi. Rồi cho 50g lá cà ri vô mình xào luôn. Mình xào cái lá cà ri này cho thật là thơm. Rồi mình cho luôn cái cà rốt này vô mình xào ha. Mình xào chừng phút cho cái cà rốt này nó săn lại. Rồi mình cho nước dừa tươi vô mình nấu ha. Rồi mình nấu cho cà rốt chín ha. Cà rốt sôi khoảng 3-4 phút mềm ra rồi mình cho cái nấm bào ngư vô. Mình nêm ra gia vị ha, mình cho vô muỗng cà phê, muối, một muỗng canh bột nêm, một muỗng canh đường theo khẩu vị gia đình ha.
hai muỗng canh nước tương. Món này các bạn đừng có nêm đường nhiều ha, tự vì cái mít của mình nó đã ngọt rồi. Một muỗng cà phê dầu hào chai, một muỗng canh nước mắm ha. Rồi giờ mình cho mấy cái đầu xả non lúc nãy mình chừa lại chấm thơm, mình cho mít vô ha. Cho luôn đậu hũ vô. Rồi mình trộn. Thơm nước mũi luôn á cô chú anh chị em và các bạn. Mình nấu bằng cái lá cà ri tươi này. Lá cà ri tươi này nó thơm ha. Rồi cuối cùng thì mình cho nước cốt dừa. Cho luôn hành tây vô. Các bạn thích ăn nó sệt nữa thì cho vô một ít bột năng ha. Mình cho nước cốt dừa vô như thế này là sệt rồi ha. Rồi mình cho cái hành tây vô mình trộn đều là được ha. Rồi dừa Huệ múc ra một tô này. Món cà ri này nấu rất là nhanh luôn. Rồi dừa Huệ đã múc ra một tô cà ri này, rất là hấp dẫn luôn. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ món cà ri mít này ngon thì tặng cho Diệu Huệ like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem thì chia sẻ cho mọi người cùng xem để lan tỏa món ăn chay. Rồi mình cho thêm một ít tiêu cho thơm ha. Khi mình ăn thì mình trộn đều. Món cà ri này mình ăn với bánh mì ha. Muối tiêu chanh hoặc là muối ớt, tùy theo khẩu vị gia đình ha. Rồi khi dọn ăn mình trang trí cọng ngò lên để món cà ri hấp dẫn hơn ha. Mình trang trí lắp ớt cho đẹp ha. Rồi món cà ri mít đã xong. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng nấu món cà ri mít này ăn ngon miệng, hoặc là mình nấu để đãi tiệc bạn bè hoặc trong các buổi tiệc gia đình cũng được ha. Video hôm nay Diệu Huệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.